Mến chào quý khách. Hôm nay Như Huỳnh sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một cái lô mai siêu rẻ và cực kỳ tốt luôn. Rồi lô mai này giá chỉ có 4.500 một cây thôi cả nhà. Và Huỳnh bao ship luôn. Rồi cả nhà xem cái bộ đế đây. Đó, đế là đế quái, đế lộn xộn cả nhà. Đế rất là đẹp luôn ha. Không có hình dạng nào giống cái hình dạng nào luôn. Đó, nó rất là đa dạng. Và về á, mình trồng á nữa nó nổi rễ lên là cực quái luôn nha. Rồi và đặc biệt của cái lô này á là rất là vừa để quý khách có thể sưu tầm. Cây nó cao tầm khoảng cỡ 35 cho đến 45 cm quý khách. Đây. Nó có chèo, có nhánh ha. Em thấy nè, cây nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó có chèo. Và mình trồng tàn thông, và với những cây như thế này mình trồng mình dâm. Hàng này là hàng Quỳnh bán là vừa tầm đối với những quý khách mà người ta chỉ muốn khoảng tầm 35-45 thôi. Nó chèo, nó có cành nhánh và rất là vừa về để cho trồng tàn thông. Thì cái lô này nó còn đang mướt mành luôn. Chứ không phải là lô xả hàng hay là hàng lỗi gì cả cho nên cả nhà. Hàng rất là mướt, rất là đẹp ha. Thì cả nhà thấy cành nhánh nè, quý khách thấy là nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó có chèo. Và em đo nè, đo hai gang tay máy của Quỳnh ha, là ba từ em lấy trung bình đi, từ 35 cho đến 45 cả nhà. Nhưng mà có cây nè, ví dụ như cây này đi, cây này thì em đo cũng gần ba gang tay của Quỳnh rồi đó. Và cả nhà thấy là cái chọt ha, cái chọt này là cỡ đũa ăn đi lên, đũa ăn đến ống hút, nhưng mà nó mập. Đây cả nhà thấy nó giòn nè, đó nó giòn đều ha. Đây, nó rất là đều cây và nhìn nó mướt lắm. Thì hàng này là hàng rất là vừa để em gửi cho quý khách nha. Không non, không già và cây thì cực kỳ tốt ha. Rồi giá chỉ có 4.500 một cây. Và em Huỳnh ship từ 50 cây nha. Bao phí từ 100 cây nha cả nhà. Bao phí từ 100 cây. 100 cây thì em Huỳnh vừa bao phí nè, vừa tặng thêm cho quý khách là 5 cây nha. Còn 50 cây thì quý khách chịu tiền ship giúp em khoảng tầm 50.000 đổ lại ha. 50 cây thì em tặng 2. Và quý khách không thể nào chê vào đâu được với cái lô mai này. Đó, nó có chèo, cây nó lùn nhưng mà nó có chèo. Đó, như cây này nè. Cây này thì em đo nó cũng khoảng yếu 4 tấc một tí xíu. Nhưng mà quý khách thấy ha, nó có chèo. Với lại một điều nữa là nó không phải ốm tanh ốm teo mà nó rất là thon và đồng thanh cái cây. Đó cả nhà ha. Rồi quý khách nhìn xem lại cái bộ đế. Nếu mà mình yêu thích cái bộ đế và mình muốn sưu tầm, mình trồng sau này nó nổi rễ như thế này á, thì alo em. Và đặc biệt một điều là cái này là Quỳnh cũng có gạt cái mặt để cho quý khách nhìn thấy cái hình nổi ha. Nhưng mà có một số cây về mình nhận về á thì nó còn chưa có nổi hung nè. Đầu mình lấy tay mình gà thêm ha. Đó, đây quý khách. Rồi nó nằm ở dưới cái lớp đất nè, thì mình kiểm tra ha. Đó, mỗi cây đều mỗi rễ quấn đế hết nha. Quỳnh bao đế hết rồi cả nhà mình, như thế này luôn á. Khách hỏi Quỳnh là chắc chắn là cái đế như thế này không, thì phải chắc chắn là Quỳnh mới mồi lên, mới tưới nước cho nó nổi lên cho quý khách xem đó ha. Rồi thì thích cái lô này thì alo cho Huỳnh nha. Rồi bên này Quỳnh có cái lô này nè. Đây, bí năm muối, bí năm muối ha. Rồi có bí bốn muối nữa, bốn muối nè đó. Bí ngoài ra, ngoài cái bí ra thì có lò xo nè, có lò xo như thế này, rồi có hình thú và có cái hình mà ba muối với hình quái nữa. Hình này là hình quái nè quý khách. Đó, hình này là lai bính nha. Nói chung là nó lộn xộn nha, lộn xộn trong này. Thì cái loại này Quỳnh thấy là nó cao khoảng từ 45 cho đến 65 cm nha. Và nó có chèo, có nhánh như thế này. Giá là 8.000 một cây. Và em Huỳnh sẽ ship từ 50 cây và tặng cho quý khách mình là 2 cây. 100 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha. Đó, với dàn đế như thế này và dàn lá nè, cây nó cứng khừ luôn nha. Và cành nhánh hầu như là cây lùn, cây cao gì nó cũng có chèo. Đây, cả nhà thấy nó có chèo hết ha. Mình về mình trồng tàn thông hết sảy. Và đặc biệt lô này là cái bầu ươm nó bự nè, bầu ươm nó bự và cái sợi bí á, là nó to. Cả nhà thấy nè, cái quần sơ dừa nó bự chảng như thế này luôn. Đó, cấu tạo cái múi bí nó bự. Và cái này Quỳnh có lọn bịch xuống cho quý khách thấy rõ cái hình bí. Đó, cái múi bí cũng to nữa. Thì chính như vậy nó sẽ không có bị dính ha.
nó thưa muối bí, nó không bị dính. Và ở đây thì Quỳnh thấy là có lò xo nè, nói chung là lộn xộn nha, chứ cũng không, nhiều khi cũng không có chắc cái hình này nữa nè. Nó lộn xộn trong này cả nhà. Đó, 3 muối, 4 muối, rồi 5 muối, 6 muối. Thì loại này em bán là giá là 8.000 cây. Và 50 cây thì em gửi, 50 cây thì em tặng 2, không bao phí. 100 cây thì em bao phí nha. Rồi quý khách thích loại này thì alo cho Quỳnh. Đó, nó mức mà nó xanh như vậy luôn cả nhà. Rồi em Quỳnh xin kết thúc video ở đây. Và hẹn gặp lại quý khách video sau. Rất là cảm ơn khách hàng đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình.